Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức. Mối thâm tình ít ai biết giữa Hoài Linh và người anh đặc biệt. Đang đóng phim ở Đà Lạt, Hoài Linh xin đoàn phim cho nghỉ đúng một ngày để chạy về phủ diễn cho Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, như một cách trả nợ ân tình cho người anh trong nghề mà anh luôn quý mến. Trong suy nghĩ của Hoài Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một đàn anh rất được kính trọng trong nghề. Ông luôn nghiêm túc với nghiệp diễn, hơn hết lại sống có tâm đức, luôn yêu thương đồng nghiệp và đàn em. Không những thế, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh còn là một trong số những đàn em đã chịu ơn của Vũ Linh. Vì lẽ đó, khi nhớ lại mối thâm tình với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hoài Linh xúc động kể. Anh Nam Vũ Linh là người sống tình cảm. Tuy không gặp nhau nhiều, nhưng anh ấy xem TV thấy tôi diễn mà giọng bị khen là ngay lập tức nhắn tin hỏi thăm nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe. Thậm chí, anh còn kêu người mang lá thuốc qua cho tôi. Dù chỉ là đồng nghiệp, nhưng đối với tôi, anh ấy như là người trong gia đình. Bởi thế, khi cháu ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ Hồng Phượng ngỏ lời mời Hoài Linh phụ diễn cho tiết mục đặc biệt trong đêm thi lội ngược dòng tại chương trình Sao Nối Ngôi, nam danh hài đã gật đầu đồng ý ngay lập tức, dù lịch diễn vô cùng bận rộn. Hoài Linh vui vẻ thổ lộ rằng, tôi muốn giúp đỡ cháu ruột của anh Năm như một sự chia sẻ tình cảm. Với tôi, Hồng Phượng cũng như cháu mình nên tôi xuất hiện để ủng hộ tinh thần, phụ diễn cho cháu hoàn thành phần diễn một cách tốt nhất. Khi nghe Hồng Phượng tham gia Sao Nối Ngôi, tôi cảm thấy rất mừng vì cuối cùng cháu cũng nối tiếp con đường mà mẹ, cậu, gia đình đã đi. Dù là cải lương hay đóng phim, ca hát, đường nào cũng được, tôi đều ủng hộ và khuyến khích cháu. Tuy nhiên, ít ai biết sự ưu ái mà Hoài Linh dành cho cháu gái người anh đặc biệt là lần đầu tiên nam danh hài thực hiện. Trước đó, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chưa từng phụ diễn cho thí sinh nào trên sân khấu. Chia sẻ về sự hỗ trợ đầy ân tình này, nghệ sĩ Hồng Phượng nói, bản thân tôi cũng không ngờ rằng mình lại nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu Hoài Linh trong cuộc thi. Tôi nghĩ đây là may mắn mà cậu Nam Vũ Linh đã để lại cho mình, bởi từ trước đến nay, cậu bốn Hoài Linh chưa từng lên sân khấu phụ diễn cho ai trong một cuộc thi cả. Nam danh hài cho biết, chưa lần nào anh run tay run chân, răng đánh bò cạp như lần trình diễn này. Hoài Linh vừa chạy từ Đà Lạt về, anh đang quay phim ở đây để phụ diễn cho Hồng Phượng, rồi lại quay lên tiếp tục công việc. Nam danh hài vội vã dùng cơm trưa để kịp giờ tập luyện cùng thí sinh. Xuất hiện ở trường quay, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tranh thủ ăn trưa tập giờ cùng Hồng Phượng. Ông cũng dành thời gian để chào hỏi những đàn anh, đồng nghiệp như nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, Hoài Thanh, Thái Châu, Nguyên Vũ. Nam danh hài cũng trổ tài kể chuyện vui để mọi người cười thoải mái trước khi bắt đầu buổi quay hình. Hoài Linh vui mừng khi hội ngộ nghệ sĩ Hoài Thanh. Không những thế, Hoài Linh còn hóm hỉnh tạo tiếng cười vui nhộn cho các nghệ sĩ trong hậu trường. Bên cạnh sự hỗ trợ cho Hồng Phượng, Hoài Linh cũng góp ý và truyền đạt kinh nghiệm cho Hoài Anh Kiệt, Bình Tinh, Lê Lộc về phần diễn của mình để thể hiện tốt hơn trong những lần tới. Sau khi hoàn thành phần hỗ trợ cho Hồng Phượng, dù rất bận rộn, nhưng Hoài Linh vẫn nán lại tới phút cuối để cổ vũ cho những tiết mục dự thi còn lại của các thí sinh. Sự có mặt của nam danh hài đã khiến không khí trường quay vô cùng sôi nổi. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sẽ tham gia hỗ trợ cho tiết mục dự thi của cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh với tiểu phẩm Hồng Vọng Vu, tác giả Lưu Quang Vũ. Hoài Linh sẽ thủ vai cha nuôi của Thanh Hồng do Hồng Phượng đóng, người tiết lộ nút thắt bất ngờ của câu chuyện Hồng Vọng Phu. Vai diễn của Hoài Linh ẩn chứa những dằn vặt nội tâm trước cuộc tình oan nghiệt giữa hai anh em Thanh và Vịnh, Điền Trung thủ diễn. Về phần Vũ Linh, tuy chưa chính thức xuất hiện trên sân khấu Sao Nối Ngôi cùng cháu gái, nhưng ông chính là người đứng phía sau, âm thầm hỗ trợ cho Hồng Phượng trong các tiết mục. Ông hướng dẫn cô cháu gái tập luyện, góp ý cách hát, cách diễn, lựa chọn tiết mục để cô dự thi và luôn động viên Hồng Phượng phải làm thật tốt để rạn danh gia đình. Tuy nhiên, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng hứa với cháu gái là nếu cô lội ngược dòng thành công và tiến sâu vào chung kết, thì cả ông và Hoài Linh sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ cho tiết mục của cô. Trước tình cảm của cậu ruột và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh dành tặng, Hồng Phượng xúc động chia sẻ rằng, tôi luôn cố gắng vì danh tiếng, nền tảng mà mẹ và cậu đã tạo dựng nên. Tuy không theo con đường cải lương chuyên nghiệp, nhưng trong Sao Nối Ngôi, Hồng Phượng luôn cố gắng hát cải lương một cách tốt nhất như lời tri ân cái nôi đã nuôi mình khôn lớn.
Đến với chương trình, tôi mang trong mình cả danh dự lẫn trách nhiệm, cả những áp lực của một đứa con trong gia đình nghệ sĩ, phải cố gắng để làm rạng danh gia đình mình. Thực sự, cuộc lội ngược dòng lần này là cả một thử thách mà tôi phải vượt qua. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Tin Tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho Tin Tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.